ai sống ở trên đời cũng cho mình là khôn, là thông minh tuyệt đỉnh hơn người. Vì cái chỗ đó đó mà mình thường hay bị gặp trở ngại trong tất cả vấn đề, mọi chuyện mình quyết định, chẳng hạn như trong cái chuyện tình cảm mình bị tổn thương. Là những cái điều đó đó là phần đông là lỗi do chính các bạn, chứ không phải là do ai mà làm ra. Ví dụ như bây giờ các bạn đi mua một căn nhà, phải không? Mà các bạn không có xem xét căn nhà đó kỹ lưỡng, thì lỡ như cái nhà đó đó nó có bị ma hay nó bị nứt, là lỗi do các bạn, chứ các bạn không có đổ thừa người ta được, phải không? Người ta, nhà của người ta có cái gì đó thì bị nứt bị mẻ gì người ta được quyền bán, hay là cái xe nó bị hư. Còn cái mình mua là mình bị người ta gạt là lỗi cho mình, chứ đừng có đổ thừa người ta gạt mình, phải không? Cho nên tại sao ở bên Mỹ mình đi mua xe thì mình mướn nhờ người có bằng cấp biết coi xe giùm mình, hay là mình đi mua nhà mình mướn mấy cái người ta appraiser, mấy cái người ta inspector. Cho nên chuyện trong tình cảm cũng vậy, nếu mà mình bị đau thương, mình bị giống như là, nó tóm là như vậy, cái mà mình bị những cái điều tổn thương nó là do tại vì người phụ nữ quá tự cao tự đại, cho mình thông minh hơn người, trong khi đó mình ngu, mình là người dùng quê, thấy không? Mình kém kiến thức, mình không có kiến thức, mình học chưa có tới nơi, không có tới đâu hết á, mà mình cho là mình thông minh, phải không? Mình nhìn một cái người bạn của mình cùng một lứa tuổi của mình nghĩ nó bằng tuổi của mình, dĩ nhiên nó đâu có khôn hơn mình, phải không? Nhưng mà thật ra các bạn lầm đi. Tại vì các bạn nên nhớ, người Mỹ người ta có cái câu street smart, ok, với lại một cái từ là education, với lại một cái người street smart street. Cái người này á, người ta ra đời người ta lăn lộn buôn ba, phải không? Cái người mà street smart, người ta đã gặp, người ta có kinh nghiệm sống ở ngoài đường đời, người ta học những học lớn những cái gọi là làm sao để làm cho con người người ta thông minh ra, khôn ra, phải không? Còn mình là một cái người hiền lành, mình là người quê chân thật, thì làm sao mà mình cho là mình khôn, mặc dù người ta bằng cái tuổi của mình. Cho nên vì cái đó đó các bạn bị đau khổ. Còn có một số người gọi nữa là đó là cái nghiệp. Nhưng mà thật ra cái đau khổ này là do chính bạn tạo ra, chứ không có ai tạo ra hết á. Để Quốc sẽ vào cái chi tiết tại sao các bạn tự các bạn đào nguyệt chôn thân mình. Mỹ nó gọi là you asking for your trouble, tự mình đi tìm cái những cái trở ngại, chứ không có ai tìm cho mình, là như thế nào. Một cái người dốt á, dại dột á, người phụ nữ á, phải không, đang có gia đình hạnh phúc, mình nói ví dụ là cái loại ngu, có chồng, phải không, không rượu chè, không thuốc lá, có con đang hạnh phúc, thì dĩ nhiên mình nhìn vô mình thì mình thấy tối. Nhưng mà đối với các chị em bạn bè khác, người ta nhìn vô người ta thèm, phải không? Thì người ta nói á, ông bà mình nó có cái câu á, con trâu cuộc á là nó sẽ ganh với con trâu nó đang ăn. Nó tại vì mình đang hạnh phúc thì người ta thấy mình hơn người ta đâu có muốn. Thì mình đi chơi với bạn bè, Mỹ nó gọi là mình hang cái với cái wrong crowd, là mình đi chơi với không có đúng cái người bạn đó, cho nên đâm ra mình về nhà mình gặp mình nghe lời bạn bè xúi dạy mình. Nhưng mà mình không biết tại sao, là mình không biết, tại vì mình á, người ta là street smart, còn mình là người tặc tà chắc khoát, mà mình nghĩ mày cũng 40 tuổi, tao có 40 tuổi à, làm sao mày khôn hơn tao được. Đừng có nghĩ như vậy. Cái kinh nghiệm sống, cái đường đời mỗi một người nó khác nhau, ok. Tại sao người ta cùng tuổi mình, người ta làm ra một bộ phim hay được, mình cùng tuổi người ta mình không làm ra một bộ phim hay được, mà mình không công nhận là người ta khôn hơn mình. Đó, vì cái lẽ đó mà có một số người, người ta đặt ra cho mình là một cái nghiệp. Nhưng mà không phải thật cái nghiệp. Cái lỗi là lỗi tại mình dại dột quá, phải không? Dại dột là như thế nào? Tại vì á, bây giờ Quốc nói ví dụ gì, làm sao các bạn dại dột? Dại dột là nó như thế này. Giống như á, mình đi ra đời mình chọn bạn, phải không?
mình không có biết street smart thì người ta sẽ trick mình bằng cách nào? Bằng cách đó là người ta hiểu về cái tâm lý, ai mà không thích ngọt, ai mà không có thích tốt phụ nữ, phải không? Phụ nữ mà ai mà không thích ngọt, người ta dùng cái chiến lược đó để người ta hại mình. Người ta có cái mục đích, rồi từ từ người ta sẽ đạt được cái mục đích. Là như thế nào? Quốc có một cái người bạn đồng nghiệp của Quốc đi làm trong ngành móng tay, phải không? Cái người này nói tôi có một người bạn, người này rất là tốt với tôi. Tại vì á, không phải là Quốc không có tin người. Từ hồi lúc mà 12-13 tuổi là Quốc đã ra lăn lộn ngoài đời rồi. Quốc học được nhiều cái street smart. Tại vì bạn thân của Quốc từng á, nói á, tổng Quốc nó hết tiền rồi, thôi đừng có rủ nó đi chơi. Là kể từ đó là Quốc không có còn giống như là hứng thú về bạn bè nữa. Người ta nói á, bạn bè mà không có thật sự á, thì đầy đường xó chợ. Mà một người bạn bè tốt á, đi đâu ra mà tìm, phải không? Đừng có mong á, mà cái người khác tốt với mình. Người ta tốt với mình là người ta có mục đích với mình. Tùy theo, đồng ý tùy theo. Nhưng mà bỗng dưng bản thân của mình nhìn vô cái đối phương, bản thân của họ, họ còn chưa có cái áo mặc nữa mà họ đòi cho mình cái áo mặc. Làm sao mình tin họ tốt, phải không? Họ đi vô, họ ăn mình cho họ từng cái bánh, cái cake, để họ đem về họ cho con họ, mà họ nói làm sao cái người đó nói là họ tốt với mình, phải không? Tại chưa có đụng chuyện thôi. Người ta tốt là người ta để đó để người ta đầu tư về sau, ok? Rồi bắt đầu một ngày nào đó đó, người ta sẽ dùng mình sao? Người ta nói á, mình nhìn mặt người ta làm sao mình nhìn được cái lòng của người ta. Các bạn nghĩ đi. Bởi vì tại sao người ta có những cái câu chuyện như là vợ thằng đậu? Vợ cái thằng đậu á, là người ta áp dụng cho những cái người phụ nữ miền quê, dại dột, nhẹ dạ, dễ tin người, phải không? Đó, bị lường gạt, bị lường gạt tình cảm đồ tùm lum tùm la hết á. Cái bắt đầu đi ra nói: ôi, ông xã của tôi, ông làm tôi tổn thương, ông xã của tôi bỏ tôi đi theo cái con nhỏ khác. No, tại mình làm sao đó, chồng mình mới bỏ mình chứ không phải đương nhiên mà người ta đầu tư vô. Như Quốc đã từng nói với các clip trước, đàn ông người ta đầu tư vô bao nhiêu tiền bạc thời gian người ta được mình, người ta tạo dựng lên cái hạnh phúc, không có ai mà đập dở hết á. Tại vì lỗi là lỗi, tại vì mình, ok, mình ngu quá. Ông chồng ông không thích sống với cái loại người ngu nữa, ông đạp mình ra, ông đẩy mình ra đi lấy con xác xấu hơn nhưng mà nó có bộ óc thông minh. Không ai chấp nhận sống với người ngu đó. Bởi vì tại sao người ta có những cái tuần kịch là vợ thằng đậu là nó như vậy. Cho nên đừng có mong mà đi ra đường mà nói á, cái người này tốt với cái người kia tốt. Đồng ý là cũng có người tốt, nhưng mà nên nhớ á, trên xã hội này á, trừ cha mẹ mình, bản thân mình ra, bản thân của các bạn còn chưa tốt nữa, bạn nói ai tốt? Tự hỏi mình đi. Nhiều khi móng tay, móng đồ mình, khuôn mặt của mình chưa chăm sóc nữa, mình nói ai tốt? Đó, cho nên á, Quốc khuyên các bạn á là như vậy, phải không? Sống ở trên đời á, là nếu mà mình á, thiếu kiến thức, ai giỏi người ta tư vấn mình tiếp thu vô, chứ đừng có các bản tính tự đao tự đại. Nếu mà mình có cái bản tính đó đó là mình sẽ thất bại trong tất cả mọi vấn đề trong đời sống, trong tình trường, trong thương trường, trong tình bạn bè đó. Mình dốt mà mình cứ cho mình là tài khôn không à. Thường thường là ở đời người ta vậy, người ta nói mấy người dốt hay làm nho là vậy. Mấy cái người mà nói tôi khôn, tôi thông minh, mấy người đó ngu chết ngưng đỉ bà luôn. Đó, bởi vì Quốc mới nói, mới có khuyên. Nếu mà các chị em phụ nữ á, muốn giữ hạnh phúc, phải không? Muốn á, mình có cái đời sống an nhàn vui vẻ đó, đừng có nhìn người ta so đo. Mình nhìn mình á, tại vì mình nhìn không được, mình tối lắm, nhưng mà người ta nhìn vô mình người ta sáng lắm, phải không? Người ta rất là sáng. Mình ngưỡng mộ người ta, nhưng mà thiếu gì người ngưỡng mộ mình mà mình không biết. Mình có tối ngày mình đi ngưỡng mộ người ta đó. Bởi vì tại sao các bạn, nếu mà các bạn coi cái clip này mà các bạn không áp dụng, không tập á, mấy người phụ nữ á, mình bảo đảm
các bạn sẽ bị khổ lắm, bị chồng bỏ, bị gặp người yêu nào á cũng là nó cũng đối xử với mình, nó là tại vì cái bản tính dại dột của mình, phải không? Cái bản tính dại dột của mình. Cho nên á, đừng bao giờ mà mình cho mình là thông minh. Ở đời mình học, mình tiếp thu kiến thức á, cho đến ngày mình chết á, mình học còn chưa hết nữa. Chứ đừng có nói mà động động cái nói là mình khôn hơn người ta. Chết là cái chỗ đó đó.